Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Hugh NB và cuộc sống hoa lệ tại thủ đô Hà Nội. Hoa cho người giàu, còn lệ cho người phải trả lời cái phỏng vấn này. Và mình là Hugh, cựu phó chủ tịch của TCM Gen 14. Ok chưa? Chào các em, chào toàn thể mọi người ở TCM. Mình là Trang Bơ, em là K59. Xin chào tất cả các anh chị khóa trước và các em khóa sau. Em ơi, đúng là văn đối ngoại. Chị là Vũ Hoàng, là phó ban chứ nhở? Là phó ban của Gen 13. Chị là trưởng ban Gen 13. Quên ngoại, mất, ban đối ngoại nhá. Quên mất, trưởng ban đối ngoại Gen 13 nha mọi người. Chị là Đinh Thu Hoài, cựu thành viên ban chuyên môn Gen 12. Anh tên là Lý Đức Dân, là cựu trưởng ban chuyên môn Gen 13. Chị tên là Du Hiền, chị là phó chủ tịch cựu phó chủ tịch Gen 14 kiêm trưởng ban tổ chức Gen 13 cựu. Chị là Quỳnh Ly, chị là phó ban tổ chức Gen 13. Đấy cũng là cảm xúc từ 3 năm trước rồi, nên là chị vẫn không còn nhớ rõ lắm, nhưng mà chị cũng chỉ nhớ là chị đã rất là vui mừng khi nhận được đơn trúng tuyển của TCM, và đây là mái nhà đầu tiên và duy nhất của chị tại Phở Tu. Với chị cảm xúc đấy khá là đặc biệt khi mà chị nhận được mail trúng tuyển lúc 12 giờ đêm, và lúc đó cảm xúc của chị khá là hồi hộp và nôn nao vì đấy là lần đầu tiên mình vào đại học và mình lại trúng tuyển một câu lạc bộ. Chị ra thì tức là chị cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là mình có thể đỗ hoặc trúng rồi, vì chị chỉ tham gia với TCM thôi. Nhưng mà tức là cũng vui vì trước đó chị cũng chưa tham gia câu lạc bộ nào cả, chị còn đỗ cùng với bạn thân của chị nữa, nên là chị cũng háo hức. Cái này chắc chắn Trang Bơ sẽ nghĩ giống chị. Có vẻ du hè không nhỉ? Du hè nói chung là đấy là một kỷ niệm rất là vui, bởi vì là đã có một đợt nghĩa là có du xuân ấy, thế xong rồi là lại dịch, lại lỡ mất, thế là rất là buồn, nhưng cũng rất rất là may là đã cùng nhau tổ chức được du hè, đi du hè rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người tổ chức là du hè. Đấy là lần đầu tiên câu lạc bộ mình đi chơi với người bạn của mình, nên cảm giác rất là tuyệt vời. Nói chung là cảm ơn các em ban tổ chức đã rất là cẩn thận, chu đáo trong các khoản tổ chức trò chơi với cả chọn địa điểm. Thực ra là cái kỷ niệm riêng thì như là nhớ là anh sẽ không có một cái gì đấy quá xuất sắc, nhưng mà anh có một cái kỷ niệm chung, đó là anh nhớ mỗi cái lần mà anh được đứng trên sân khấu, được nâng cất tiếng hát của mình. Bây giờ anh không được làm thế nữa rồi, và anh ít làm thế nữa, và rất là, anh rất là nhớ cái cảm giác đấy, và được mọi người kiểu vỗ tay hô hào thứ khá là vui, khá là nhớ. TCM đã cho chị những người bạn này, cho chị Hưu Quốc Ánh Dương và những người bạn Gen 12, những người bạn già của chị này, và cho chị những kỷ niệm đẹp tại môi trường đại học. Thì vào TCM thì TCM cho mình niềm vui này, nỗi buồn này, những lần thức trắng thâu đêm này, những lần gọi là tức giận này, tốn tiền đi cà phê để chạy deadline này, và những con xê. Nhưng mà điều quan trọng đó là TCM cho mình những người bạn rất là tuyệt vời, những người em rất là thương yêu mình, và những người gọi là gì nhở, đồng hành cùng mình rất là tuyệt vời. Chị có lời nào muốn gửi tới các em thì hơi khỏi ạ. Nói chung là chúc các em vẫn sẽ có một cái nhiệm kỳ thật là tuyệt vời, tất cả các em, và TCM vẫn luôn là gia đình của các em, và luôn vui thế, và câu lạc bộ để vui mà mọi người cứ chiêu chiêu với nhau thôi. Chị không ở trong những ban chuyên môn như là hát hay là nhảy, thì chị cảm thấy là các ban đó có cái độ gắn kết hơn với các bạn đi diễn nhiều hơn, nhưng mà rất là mong là các em ở tổ chức truyền thông với cả đối ngoại thì cũng gắn kết, và cũng đi có thể là đi trải nghiệm đi diễn cùng nhau để thân thiết với nhau hơn, càng ngày mọi người nên càng thân thiết với nhau hơn á. Rất là yêu TCM luôn thật sự. Chị cũng muốn nói là hãy để việc ở trong câu lạc bộ làm việc mà em cảm thấy thoải mái để làm, chứ không phải vì deadline hay là cảm thấy nặng nhọc vì nó.
Bởi vì sau khi càng gắn bó với câu lạc bộ lâu ấy, em sẽ càng thấy câu lạc bộ này vui hơn. Nhưng đến bây giờ, chị đến tận bây giờ năm 4 rồi. Cuối rồi. Nhưng mà chị thỉnh thoảng chị vẫn góp mặt vào mấy cái sự kiện, mặc dù không làm cái gì nhưng mà cũng ý là thấy vui nên chị rất là muốn được trải nghiệm cái cảm giác đấy. Anh có một số lời nhắn nhủ, đó chính là bây giờ TCM đang dần lớn mạnh và anh nghĩ là nó sẽ còn lớn mạnh hơn nữa. Vậy mà anh nghĩ là các em sẽ cố gắng tiếp bước các anh chị, có thể phát huy những cái gì mà anh chị đã cố gắng tạo cái nền móng cho mình, phát triển nó thành một cái đại gia đình thật là to lớn. Thay mặt chị Hiền luôn nhé. Thì bọn chị đều bọn chị năm các em là đều là năm nhất đúng không? Thì tất cả chị cũng đều hy vọng là các em sẽ có 4 năm đại học thật là nhiều kỷ niệm này. Có thể là với các bạn bè của em, bản thân chính bản thân mình hoặc với TCM đấy, và có thể là ở bên cạnh ở TCM các em có thể học được, chúc các em học được thật nhiều kỹ năng mới này, rất là nhiều kiểu cả, và cũng có thêm nhiều người bạn mới đó. Ok, lời gửi tới các em Gen 15, các em Gen 14 cũng như là các em những Gen sau này là cảm ơn các em đã chọn TCM là gia đình thứ hai của mình trong suốt 4 năm đại học. Và hy vọng là các em sẽ có thật nhiều kỷ niệm vui ở dưới mái nhà này, và mỗi lần sinh nhật thì nhớ về với TCM nhé. Bye bye. Chị thấy Gen 15 năm nay rất là tiềm năng. Thế nên là chị chúc cho tất cả các em cùng nhau cố gắng tạo nên một cái nhiệm kỳ thật là thành công rực rỡ nhé. Cảm ơn các em. Đầu tiên là chị hãy giới thiệu về bản thân chị ạ. Chị tên là Thư, chị là sinh viên K60 và là thành viên ban vũ đạo Gen 13. Và hiện tại thì chị đang là chủ tịch của câu lạc bộ. Chị là Trang, chị là trưởng trưởng ban tổ chức Gen 14 và hiện tại là phó chủ tịch Gen 15. Điều cảm nghĩ gì về các anh chị K59 ạ? Lúc mà chị vào casting vào câu lạc bộ thì lúc đấy là đang dịch, thế nên là làm tất cả mọi thứ là online. Nên là chị cũng không biết nhiều các anh chị K59 ở ngoài ban mình. Thì lúc đấy là chị rất là thích chị Ngọc với cả chị Bông, là hai chị trưởng phó ban của chị. Và ngoài ra thì có cả chị Phương nữa. Thì các chị đã cho chị cảm giác như là mình đang có một gia đình thực sự. Và bây giờ thì chị vẫn đang gắn kết với cả các chị rất là nhiều. Và ngoài ra thì khi lên năm 2 thì khi chị là trưởng ban thì chị lại có thêm các anh chị nữa là anh Hưu, chị Hoài và chị Hiền. Thì mọi người đều rất là thân thiện, rất là gắn bó. Và nói chung cảm giác như là một gia đình thực sự. Đợt mà chị vào ấy thì là đợt đấy là đợt dịch online, nên là thời gian đầu cũng như là thời gian giữa nhiệm kỳ thì đều tiếp xúc với chủ yếu là các anh chị ban của mình. Và mọi người, chị rất là yêu quý mọi người, bởi vì mọi người rất là nhiệt tình và yêu công việc rất là tốt của chị. Chị yêu mọi người rất là nhiều. Chị có muốn lời gì nhắn nhủ đến các anh chị K59 không ạ? Chúng em cảm ơn anh chị rất là nhiều bởi vì những đóng góp của các anh chị đến với TCM. Và bây giờ thì các anh chị cũng đã gần ra trường rồi. Và có một số anh chị thì đã ra trường, thế nhưng mà em vẫn mong muốn là các anh chị có thể nhớ về TCM và quay về với TCM của chúng em nhiều hơn. Em yêu các anh chị rất nhiều. Chị có lời nào muốn nói tới các anh chị K59 không ạ? Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã luôn đồng hành với TCM và đóng góp một phần công sức không hề nhỏ vào quá trình hình thành và phát triển của câu lạc bộ ạ. Em yêu anh chị rất nhiều.